Xin chào tất cả các bạn, tôi là Phạm Thành Biên. Đây là chuỗi video chia sẻ những cái kỹ năng, những cái tư duy vô cùng khác biệt của người giàu với người nghèo. Và việc của chúng ta là học tập, làm theo, mô phỏng lại những cái kiến thức, những cái kỹ năng, những cái tư duy của người giàu để giúp bản thân chúng ta nhanh chóng chuyển sang giới giàu có. Vâng, đây là những chuỗi video vô cùng tuyệt vời. Bởi vì những cái kiến thức, những cái tư duy này thì ở trường không dạy bạn, không ai dạy bạn cả. Mà chủ việc chúng ta là cần phải học tập, cần phải làm theo, mô phỏng lại những cái tư duy khác biệt của người giàu để giúp chúng ta tạo ra được những cái tài sản giống như người giàu, giúp đến một ngày nào đó chúng ta sẽ được tự do, đến một ngày nào đó chúng ta sẽ được giải phóng và chúng ta được đi bất kỳ đâu mình muốn, làm bất kỳ những điều gì mình muốn và gặp bất kỳ những ai mình muốn. Vâng, đây là video tiếp theo trong chuỗi video chia sẻ về tư duy thói quen khác biệt của người giàu. Và ở video này, Phạm Thành Biên xin chia sẻ cái tư duy khác biệt số 11. Vâng, ở tư duy này thì người giàu liên tục học tập, phát triển, nâng cao giá trị của bản thân. Còn người nghèo thì luôn chia sẻ với cái tâm thế là tôi biết rồi. Chính vì thế cho nên họ học không đến nơi đến chốn. Còn người giàu, họ bắt tay vào bất kỳ lĩnh vực gì thì điều đầu tiên là họ phải học các cái kiến thức, các cái tư duy, các cái kỹ năng liên quan trước khi họ hành động. Và chính vì điều đó họ giảm thiểu được những cái rủi ro đáng tiếc xảy ra. Và họ biết vận dụng những cái kiến thức của những người thành công, vận dụng những cái trải nghiệm từ người thành công và áp dụng cho cuộc đời mình. Chính vì vậy cho nên là cái những cái giá trị trong kinh doanh, trong đầu tư của họ liên tục được tăng trưởng. Và những cái khối tài sản của họ thì liên tục được mở rộng. Còn người nghèo thì đứng trước một vấn đề thì họ thường tư duy bị động là tôi biết rồi. Và họ không chịu đầu tư cho quá trình học tập, không chịu đầu tư cho quá trình phát triển bản thân, không chịu đầu tư cho phát triển các cái kiến thức, các kỹ năng. Chính vì thế cho nên nếu họ tham gia vào kinh doanh hay đầu tư thì họ sớm mà bị thất bại. Và chính điều đó làm cho họ nỗi sợ, họ vây chiếm lấy toàn bộ cơ thể họ và làm cho họ không dám bước ra khỏi vùng thoải mái. Đó là cái tư duy khác biệt, rất rất khác biệt của người giàu với người nghèo. Đó là tư duy thứ 11. Bước sang cái tư duy thứ 12 thì ở tư duy thứ 12 là người giàu khẳng định, luôn khẳng định bản thân mình là tôi tham gia cuộc chơi, tôi tham gia đầu tư, tôi tham gia kinh doanh là để giành chiến thắng. Còn người nghèo thì tham gia cuộc chơi với tâm thế là không bị thua. Hai tư duy vô cùng khác biệt. Ở tư duy số 11 này nói lên điều là người giàu thì luôn làm mọi việc ở thế chủ động, khẳng định là mọi việc là bản thân mình tạo ra. Còn người nghèo thì tham gia với tâm thế bị động và luôn chỉ mong muốn là mình tham gia không bị thua lỗ. Đó. Còn người giàu thì họ biết biến những cái lợi thế để tạo ra những cái lợi thế tiếp theo, biến những cái khó khăn thành cơ hội và biến mọi thứ chưa thuận lợi thành những thứ thuận lợi, để làm thế nào để biến những cái cuộc chơi đó của họ tham gia vào các sân chơi đầu tư, tham gia vào sân chơi kinh doanh, tạo ra những lợi nhuận và tạo ra những dòng tài sản, tạo ra những dòng tiền để giúp cho cái đống khối tài sản của người giàu liên tục được mở rộng. Và bên cạnh đó thì vì là họ luôn sống ở thế khẳng định, họ biết cuộc sống này là do họ kiến tạo ra, cho nên họ chủ động tìm kiếm kiến thức, họ chủ động tìm kiếm đến những mối quan hệ tích cực, họ chủ động tìm kiếm đến những người thành công để họ học tập và họ làm theo. Chính vì thế cho nên họ bước đến thành công rất là nhanh chóng. Đến sang cái tư duy khác biệt thứ 13 là người giàu thì tập trung vào cơ hội, còn người nghèo thì luôn lo lắng và sợ sệt. Họ người nghèo thì chỉ có nhìn thấy nguy cơ, họ chỉ nhìn thấy nỗi lo, họ nhìn thấy rủi ro. Còn người giàu thì họ chỉ tập trung vào điều họ muốn, đó là tập trung vào cơ hội. Vâng, thực ra cơ hội, giữa cơ hội và có thể nói là giữa cái may mắn hay là giữa cái cơ hội, thì để mà nhìn nhận được đây có phải là cơ hội hay không thì đây là có phải có cả một quá trình tích lũy về mặt trải nghiệm, về mặt kiến thức. Thì lúc đó người giàu sẽ nhanh chóng nhận diện ra được đây là cơ hội đầu tư, đây là cơ hội kinh doanh, và họ nhanh chóng ra quyết định để tham gia vào cuộc chơi kinh doanh và đầu tư để hòng kiếm ra được nhiều tiền hơn nữa. Còn người nghèo khi nhìn thấy một cơ hội thì họ chỉ tập trung vào những cái rủi ro thôi, họ tập trung vào những cái điều mà họ mong không mong muốn thôi. Chính vì thế những cái điều không mong muốn lại hút trở lại, thâm nhập vào cơ thể của họ và họ lại làm cho họ thất bại. Đó là những cái tư duy vô cùng khác biệt. Người giàu thì liên tục tập trung vào cơ hội, còn người nghèo thì luôn tập trung nhìn thấy những cái điều gọi là khó khăn, nhìn thấy những cái rủi ro, nhìn thấy những cái thách thức và nhìn thấy những cái rào cản, nhìn thấy những cái không thoải mái. Còn người giàu thì họ liên tục tập trung nhìn vào, khai thác vấn đề,
khai thác xem cơ hội đã thuận lợi ở đâu, làm thế nào tôi có thể hợp tác được với bạn, làm thế nào tôi có thể triển khai dự án này được với bạn, làm thế nào để tôi với bạn cùng kiếm được lợi nhuận. Đó, họ liên tục nhìn vào cơ hội, liên tục nhìn vào cơ hội và liên tục tìm thấy những cái điểm thuận lợi trong từng dự án, trong từng thương vụ đầu tư, trong từng thương vụ kinh doanh. Đó là hai cái tư duy vô cùng khác biệt của người nghèo và người giàu ở tư duy số 12. Và ở tư duy số 13 là người giàu thì luôn đứng cao hơn vấn đề. Đó là một cái tư duy rất khác biệt. Người giàu luôn đứng cao hơn vấn đề họ gặp phải, còn người nghèo thì liên tục bị động, bị vấn đề gặp phải họ bủa vây lấy và nhấn chìm họ xuống. Đó. Bởi vì là như thế này, khi người giàu bắt tay vào một cái công việc gì thì họ đã chuẩn bị tâm thế, họ tham gia để họ giành chiến thắng. Chính vì thế, gặp phải những vấn đề rào cản khó khăn trên đường đi thì họ chỉ coi đó là những cái thách thức, những cái mà họ cần phải chinh phục để bước tới thành công. Còn người giàu thì họ chủ động, họ làm với tất cả những cái gì họ đam mê, họ tất cả những gì nhiệt huyết, họ làm 100% năng lượng ngay cả khi họ chưa sẵn sàng. Còn người nghèo thì họ nhìn thấy nguy cơ, họ nhìn thấy cơ hội và gì, họ thường thấy những cái vấn đề là họ chỉ có tập trung vào vấn đề thôi, cho nên là bị cái vấn đề nó dìm chính những cái người nghèo xuống và làm cho gì, họ mãi không thoát được ra khỏi vùng thoải mái, liên tục nằm ở trong cái bẫy của vùng thoải mái. Còn người giàu họ liên tục vượt ra cái ngưỡng, vượt ngưỡng và vượt ra khỏi vùng thoải mái của bản thân và liên tục mở rộng cái tầm hiểu biết, liên tục mở rộng cái vùng ảnh hưởng của mình. Đó là những cái tư duy vô cùng khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Vâng, để đón được xem các video tiếp theo nữa, nhiều hơn nữa từ Phạm Thành Biên thì bạn có thể subscribe kênh của tôi. Bạn click vào nút đăng ký kênh, tìm xuống phía dưới đường link của video này, đăng ký vào link 300 video Phạm Thành Biên sẽ gửi tặng bạn mỗi ngày. Bạn có thể học tập các cái mô thức thành công của người thành công, các mô thức đầu tư, các mô thức kinh doanh. Bạn có thể áp dụng vào cuộc đời để giúp bạn có thể tạo ra các kênh thu nhập tiếp theo và giúp bạn sớm đạt tới tự do. Chúc bạn luôn thành công. Phạm Thành Biên xin hẹn gặp lại với tất cả quý anh chị ở các clip tiếp theo.